chặt tinh dầu trước, cho tinh dầu này kia người ta nhắm mắt lại hưởng thụ thôi. Cái tinh dầu này nó sẽ thẩm thấu vô da rất là nhanh, nó kích thích da của mình tái tạo lại collagen, kích thích collagen tự nhiên chứ không có, mình không có can thiệp vào. Kiểm tra từng bó cơ, coi coi nó có cái bó cơ nào nó bị bó lại không, có điểm nào bó thì mình để ý đó, rồi cho mình giải nó cơ ra. Theo nguyên lý đồng ứng đó, thì lục phủ ngũ tạng của mình nó sẽ ứng với trên khuôn mặt của mình. Lại kéo có cái phát nữa, cái dòng ngoài của cái miệng mình nó ruột non, dòng rộng hơn một tí là cột già, dưới này là bàng quang, dưới này là tuyến tiền liệt bộ phận sinh dục, trên này là tuyến tụy, hai bên này là thận, trên này là dạ dày, bên này là gan, gan mật. Cái này là nguyên cái phần này là phổi nè, nguyên phần mũi mắt của mình á là bộ phận sinh dục nữ nè, nam thì bộ phận sinh dục nam, nữ thì bộ phận sinh dục nữ. Phần mắt thì nó khiếu cho gan luôn, vừa khiếu cho gan mà vừa khiếu cho tim, thì thiếu cho thận. Mà nhìn mắt người ta mà nó nâu nâu, nó đen đen á là chứng tỏ gan với thận nó có vấn đề. Cái phần cung chân mày này là nó là đường xương sống nè, nó cũng là cái cánh tay của mình, nguyên cái bờ tay của mình à, từ đây là trong cái khớp tay dài ra cánh tay tới đây là cái bàn tay. Phần thượng đình thì nó cũng giống như cái phần dưới này, tương ứng với phần hạ dưới này, thì đồng ứng ở đây thận, dưới này thận, này gan, trên này gan, đây là tuyến tiền liệt, dưới này tuyến tiền liệt, đây bàng quang là tới bàng quang, và bên này gan, mặt tụy, tim mình đây. Đó. Thì khi mình tác động ở trên đây, mà người khách hàng dưới này á, nó người ta có đau ở chỗ nào á thì nó ứng với cái tạng phủ đó, là trong đó nó có vấn đề, thì mình sẽ hỗ trợ người ta thải độc với cái tạng phủ đó. Còn dưới lớp da là nó có những cái tầng cơ, mình dưới tầng cơ thì nó có những cái mao mạch rất là nhỏ, mình không thấy được, mình không sờ được, thì mình sử dụng cái dụng cụ này là sừng châu chấn. Đó, mình kích hoạt lên những cái tầng cơ ở dưới, làm cho máu huyết nó, máu dưới những cái mao mạch đó, nó lưu thông, làm da mặt mình hồng lên, thấy không? Kích hoạt chỉ mấy đường thôi là thấy hồng liền. Đó, mình kích hoạt đều vậy thôi, cảm thấy đều là được, không cần làm nhiều. Đi sáng ốc, đi sáng ốc ngược chiều kim đồng hồ, ngược kim đồng hồ từ bên đây, từ bên trái qua bên phải sau, rồi xong đó mình đi, mình đóng lại, nãy mình đi ngược chiều kim đồng hồ, giờ mình đi thuận chiều kim đồng hồ lại một vòng nữa, rồi xong rồi thượng đình, thì tới hai cung chân mày, thì mình vuốt hai cung chân mày vuốt ra tới cái đầu mắt, đá lên góc 45 độ xuống đuôi mắt. 45 độ mình làm 3-4 lần, mình cảm thấy người ta đau quá thì làm 3 lần thôi, mà phải làm cho nó đau để nó kích hoạt được cái máu huyết lưu thông, máu huyết nó lưu thông lên vô mắt thì cải thiện được cái chứng cận thị mắt kém gì đó, những vấn đề về mắt là cải thiện hết. Mũi là cái cột sống lưng, mình kích hoạt lên đây như là kích hoạt lên cái cột sống lưng. Đầu mũi là tim, hai cái cánh mũi là bao tử, hai cánh mũi nam là hai cái tinh hoàn, nữ là hai cái buồng trứng. Còn dưới chân mũi nè là phần phổi, nó là
cái cuốn phổi. Cái nào mà viêm son viêm mũi phổi kém làm đây rất là đau, còn không đau là nó bình thường. Còn cái phần dưới này, phần mí mắt dưới này là cái phần thiếu gì thận, mà thận mà nó ứ nước thì dưới này nó sẽ có bọng mắt. Mà dưới những cái bọng này mà nó có giống như những cái một gùi thịt đó, thì trong còn nó cộm cộm là trên trong thận mình nó có sạn. Nó ở dưới này bao tử nè, này thận nè, thận ruột dài ruột non ruột cánh này, dưới này cũng khiếu vô cho thận nữa nè. Cái thận bộ phận sinh dục, phận dục đây, đây là bàng quang, là mình đi đều hết, đi đều tay, vuốt đều xong rồi cái nào mình cũng đi sáng ngóc ngược chiều kia đồng hồ, đi đều một vòng rồi xong mình thận này thì đổi. Nếu mình thận hai tay thì mình đổi tay, còn không thận thì mình lấy tay này qua làm tiếp này. Phần này là phần tuyến tụy, em thận hai tay thì em đổi tay luôn. Phần bên này cũng vậy, phần dưới là phần thận, phần phía bên này á phần gan. Nó mình đánh một vòng, đánh một vòng má kéo xéo gì lên lên chóp tay nữa ha. Mình cảm giác đều là được rồi, xong đi sáng ngóc đi ngọt, đi ngọt đều mà nó rồi xong lại. Bên cổ thì ở đây là động mạch cảnh, máu nó lưu thông lên não, nó đi vô đường này, một đường nó chạy thẳng lên đây, chạy vào mắt. Thì mình tác động vô khách hàng ở đây, mình nó có cộm cộm cộm, mình cảm giác cộm cộm thì là những cái thành mạch máu nó bị bám cặn dành thành mạch máu nó mới cộm. Mình đẩy xuống đây chứ mình không có đẩy lên. Đẩy lên thì vô tình mình đẩy những cái cọm nó nhiều quá lên đây, có thể nó bị kẹt lên đây, người ta đau nhất bên này tiếp. Mình đẩy xuống thì cái lượng mà nó bị đóng lại á, nó có thể nó nhỏ ra thì nó lên từ từ nó lưu thông cũng được. Trong xong dốt đều lên đây. Bên đây thì có cái nguyệt phong trì ở đây, là bị trúng phong dây nọ với đau cổ vai gáy thì xử lý ngay đây nó cũng giảm bớt. Cái này có nguyệt an nguyên và giúp ngủ ngon. Đây cái bên này, bên này cũng vậy, mặt cảnh nguyên bên này, cảnh có vòi hóa có gì thì mình làm cái phương pháp này là mình cải thiện hơn. Làm vài ba cái người ta chịu không nổi thì mình ngưng. Bước nãy giờ đó là mình giãn cơ, cái bước thứ hai là mình căng cơ lại. Dùng một loại tinh dầu khác, căng cơ thì mình kéo, đó, này mình sử dụng này, mình kéo này, đó, kéo căng lên. Căng lên đó, ở đây mình cũng kéo căng nè, kéo căng nè, kéo căng nè, kéo căng nè, mũi thì kéo thôi, kéo xuống vừa tới cánh mũi thôi, rồi này kéo qua.
luôn hết. Có bị lọt thì không, đó, mũi chị thì không gài chỉnh vào, mũi chị nó thẳng lại rồi, nó vẽ gì đó là mình chỉnh vết ngăn, nó đưa vô ngay cái mõm xương, ngay mõm xương 1, 2, 3 bóp mạnh phát, như bóp quả táo, lọt bên nào thì bóp, nhưng bóp ngược về hướng mình đó, để xem ở dưới cái cầm nó có lọt hay không, cầm chị thì nó ngay bên này, lọt bên này, mình chỉnh bên này, mở miệng to ra. Cái tay mình ngay chỗ này, đưa vô cạnh này, vuốt xuống này, cái này ngã mạnh, nó to lên tí nào, đây, đẩy mạnh ra, một phát một, đẩy qua, cho anh ta cứng quá thì có thể mình làm một lần nó không xong, có lại làm 2-3 lần, đó, cái đó là mình nắng chỉnh khuôn mặt lại, thì nắng chỉnh xong là nãy mình căng da mình dụng cụ, giờ tới mình căng da bằng tay, mình cứ nuốt một lần căng hết mình sử dụng cái mô bàn tay này đẩy. Mình có thể chỉnh cung chân mày luôn, cung chân mày thấp mình đẩy trên này lên, đẩy như thế này mình cũng chỉnh cung chân mày, mình phải giãn cơ trước. Thằng này nó cao á, mình đẩy cái này đúng không, mày cao lên mày đẩy lên, nó như là mình sửa, mình nắn lại nguyên cái hộp sọ vậy đó. Má cao mình vẫn chỉnh được nha, má cao mình cứng, đẩy hai cái này xuống, đẩy hai cái gò má, tại những cái khối cơ, cái khối xương của mình nó không có liền với nhau, mình đẩy xuống gì đó nhiều lần nó sẽ xuống, làm giãn cơ này, làm cho nó tan bó cơ này, nó giãn đều hết là cũng má nó cũng gọn lại. Căng má người ta mình vuốt lên từ ngón này nè, từ ngón mà mình đi nhanh thì chỉ không thấy. Ai có cái nọng dưới này là mình vuốt nhiều dưới này một tí, một tay này, ở dưới này bao ngon, bên này, thấy không? Hết rồi. Này cũng vậy. Mình vuốt đó, mình hít hơi thở sâu. Cái mình vuốt hết hơi thở là nó đều nhất. Rồi. Ở đây mình không có cái bàn massage thì mình kéo cái gối sao tí. Mình vuốt từ đốt gõ thứ 6 lên thứ nhất. Lên tới đốt thứ nhất cái mình ấn nhẹ phát. Lên tới thứ nhất ấn nhẹ phát, ấn nhẹ phát. Cái bước cuối cùng này là cái bước thư giãn, mình làm nhẹ nhàng thôi. Mình vuốt tóc, mình vuốt từ ở dưới chân tóc cổ này, vuốt ngang lỗ tai, vuốt là kéo căng da cổ, căng da cổ, người căng da dưới này không ạ, không đó này, kéo như vậy. Xong cái dùng phương pháp gội đầu.